ăn gì. Bà qua xong mới đến nội dung chưa? Anh xin mấy chi tiết rồi, bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Bắt đầu gì? Rồi, bắt đầu từ nãy rồi. Bây giờ em hướng dẫn chị mở khóa nhá. Đây ở phía dưới chân cổng này. Motor âm sàn nào cũng có. Mở cái nắp cao su này ra. Cắm chìa khóa vào. Lựa lựa nếu mà nó kẹt đất cát lâu ngày ấy, thì chị lựa lựa để chị cắm vào, tóm lại lựa lựa để cắm vào được, đúng không? Sau khi đã cắm vào được rồi chị xoay. Đấy. Chị gạt cái tay quay ra. Ờ nếu mà chị ở phía ngoài nhá thì chị cắm chìa khóa ở phía ngoài và chị kéo ra phía ngoài. Chị ở trong chị kéo vào phía trong. Đấy, sau đó chị kéo được vuông góc 90 độ rồi. Chị rút chìa khóa ra. Chị lấy tay. Đây. Mở cổng ra. Mở cổng ra. Khi mở ra được như này rồi thì lại đấy. Gạt cái này vào. Gạt này vào. Mở cổng bình thường. Đến tối lúc mà đi ngủ ấy, thì lại đóng cổng lại. Thì nó lại tự sập vào chốt đấy. Thì nó lại khóa là cứng lại luôn. Đấy, là sập vào chốt rồi. Là khóa cứng rồi. Bên này cũng thế nhá. Bên này vừa mở ra xong nhá. Phía ngoài tương tự nhá. Cắm chìa khóa cơ ở phía ngoài này vào này. Cắm chìa vào này. Xoay, xoay chìa nhé, cắm vào, xoay chìa, kéo ra phía ngoài, lại xoay chìa trở lại, thì cũng rút chìa ra. Mở cổng, mở cổng, mở nó rời chốt này, đưa này vào, mở cổng ra bình thường, đấy, ok. Rồi, chị kéo đấy ra. Đây. Rồi, rút chìa ra đẩy cổng. Xong rồi đẩy cổng vào phía trong này. Rồi, ok. Chị đứng đấy. Khi chị rút ấy ra, chị nhớ đẩy cái này. Đẩy cái ra là phải gạt lại cái này. Đúng rồi, đúng rồi.